Rồi xin mến chào các bạn nha. Hôm nay tiếp tục hôm nay mình đăng mình bán chọn bộ vỏ máy nha các bạn. Vỏ thì vỏ dạng nam 8m7 nha. Đây, quay chi tiết cho anh em xem nha. Anh em nào có nhu cầu sử dụng vỏ máy thì alo nha các bạn. Số điện thoại thì mình để dưới video với thông tin đề nha các bạn. Vỏ này thì vỏ dạng nam 8m7 nha các bạn. Dạng nam 8m7. Mình đang đứng ở trên bàn quay nha. Chút xíu mình sẽ xuống xong mình quay tận cảnh chừng chi tiết. Sau đó anh em sẽ test máy cho bạn xem. Đây, con máy này thì máy Yamaha 84 các bạn. Rồi, mình xuống chỗ mình quay cho anh em xem cho nó khỏi cận cảnh cái máy này nha. Vỏ máy. Đây, hiện tại là mình đang xuống cái vỏ dạng nam 8m7 nha các bạn. Đây, anh em ở Nam Căn mà bán cho anh em toàn bộ vỏ máy này luôn nha. Đây, anh em đánh giá nha anh em, mình thấy cái vỏ nó máy nữa chung còn rất là ok nha. Đây, anh em xem nè. Công thì còn rất là chất lượng nha anh em. Chưa mình thấy chưa có bị bể cho nha. Đây. Chỗ này mình thấy đánh giá nó cũng còn rất là ok á. Này anh em mới dành cho đồ các bạn ơi. Bây giờ anh em xài máy lớn nha, có nhu cầu chạy máy lớn này, anh em để lại cho các bạn máy này. Đây, chi tiết cái máy này cho anh em xem nha. Này Yamaha 84. Dàn cầu thì anh em khỏi bàn cãi nha anh em ơi. Dàn cầu thì Nam Căn Cà Mau rồi. Đây, chiến dịch thì anh em đang chạy chiến dịch ba cánh. Dàn cầu thì Nam Căn Cà Mau với nóc xịn nha anh em. Dàn cầu thì anh em khỏi chê nha. Dàn cầu Nam Căn Cà Mau thì bao anh em chạy rồi, chạy rồi không có bị hư hết nha anh em. Nói chung là cầu với nóc xịn 3.4. Đây anh em đánh giá ha. À, ok, chọn bộ với nóc hết. Đây. Điện hồi anh em sẽ test qua cho các bạn xem sơ lược nha các bạn. Đây, nói chung là máy này đầy đủ đồ chơi các bạn. E bọng đồ đường nước rồi, nói chung là đây. E nè. Chọn bộ là bằng với nóc hết, làm từ hết. Máy này 3T84 nha các bạn. 3T84. Đây mình coi ăn sao nè coi sao. Đây. Có bánh chớn rồi có nhóc hết đây. Đây. Cái chung máy này đồ chơi nóc hết nha. Đây. Cái này đúng là dàn cầu Nam Căn Mau mình làm á. Đây, bánh chớn hay nóc kẹp bằng đạn. Lắp thì như anh em đang chạy cái lắp cái cốt lắp là 18 này, sống qua. Lắp 18. Bọc thì như bọc 42 các bạn. Lắp 42. Dàn cầu cái nóc nha. Đây. Này 3T84. Chỗ máy này bán cũng giá cũng rẻ không nghĩ anh em ơi. Cái giá cả thì mình để dưới thông tin đề của video nha. Anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ. Nói chung giá cũng hữu nghị cho anh em. Máy thì bao hơi. Đây, bao hơi bao ngon lành cho anh em nha. Máy này vẫn đang sử dụng. Này của anh em đang chạy đò. Bây giờ anh em có nhu cầu chạy máy lớn hơn các bạn. Anh em chạy lên máy 4 á. Bây giờ anh em để là các bạn giá hữu nghị mềm mại nha. Đây, trần giặt qua lại chạy nha. Một xíu thì anh em sẽ test cho bạn xem. Đó, nói chung máy này thì bao anh em chạy cốc đề rồi đầy đủ hết. Dàn cầu với nóc Nam Căn Cà Mau nha anh em. Đây, dàn cầu với nóc xịn hết. Nói chung cái dàn cầu với nóc mà giờ mà anh em mình làm hiện tại mà đồ chơi gì luôn ha, mà mới gì luôn á thì nó dao động từ 12 tới 15 triệu. Rồi cái dàn cầu này các bạn. Nếu như anh em ở Nam Căn mình đánh cái dàn cầu gì nha. Dàn cầu mà inox 3.4 mà gì hết. Bao bọc còn hết luôn các bạn. Là giá cũng dao động có từ 12 tới 15 triệu nha. Thì theo độ dày độ mỏng của inox làm. Rồi, xíu nữa anh em sẽ test cho bạn xem. Máy con máy Yamaha 84, đồng bộ dàn cầu với nóc. Vỏ thì cái vỏ này. Vỏ dạng nam ơi. Dạng nam 8.7 nha. Vỏ này mình đánh giá cũng còn rất là ngon. Đây. Còn rất là yêu các bạn rất là đẹp á. Anh em về là mua về là sử dụng luôn á chứ khỏi cần sửa sang nhiều nha. Đây, không cần sửa sang hết. Anh em chỉ mua về là xuống là anh em đề là chạy thôi. Này, của mấy anh bạn chạy đò rồi mình đang mình đá giùm các bạn. Đây, cái này hình như là cái này nó cổng tắc rồi, cổng tắc nha, cấp heo á, để vô tắc. Rồi chút xíu nữa anh em mình sẽ test rồi cho bạn xem nha. Rồi sau đó là các bạn có nhu cầu sử dụng thì liên hệ số điện thoại bán chọn bộ vỏ máy các bạn. Rồi anh em bắt đầu test máy vỏ máy cho bạn xem các bạn. Này Yamaha 3T84 rồi. Vỏ thì vỏ dạng nam 8.7 nha. Anh em là có nhu cầu sử dụng ra luôn các bạn. Anh em test muộn cho xem.
ơi, đảo lại vòng nữa các bạn ơi. Đồ máy này còn rất là ok, con lành cà đạo nha anh em. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với vợ nha. Chung này để giá cũng hữu nghị các bạn, không bắt không rẻ đâu. Anh chạy lại coi thấy không? Giá cũng vừa chơi anh em nha. Giá cũng không rẻ mà không mắc anh em ơi. Có gì thì cái giá cả thì mình để trên cái tiêu đề video nha. Cái gì các bạn liên hệ với số gọi. Số gọi với giá thì mình để dưới thông tiêu đề hết. Anh em quan tâm thì liên hệ số gọi nha. Cái máy này cũng còn rất là ok các bạn. Anh em về với là mua về để chạy thôi đó. Rồi, anh em mình đã quật về mấy nha. Anh em mình cũng vừa đã xong các bạn. Thì máy này anh em mà muốn mua luôn thì bên mình cũng bán riêng máy cho bạn luôn nha. Máy vàng cầu này, máy vàng cầu thì 18 triệu. 18 triệu là chọn bộ cái máy đầu máy vàng cầu với nóc xịn các bạn. Chọn bộ đầu máy vàng cầu là 18 triệu. Hoặc là anh em mua chọn bộ á, chọn bộ hết trơn á, cái vỏ với cái máy luôn á là 25 nha, 25. Còn các bạn mà chỉ mua đầu máy với cái vàng cầu không á thì để cho các bạn là 18 triệu. Dàn cầu cái nóc xịn 5 căn mau các bạn. Nhưng anh em là không có cần mua vỏ thì anh em mua cái đầu máy không, đầu máy với chọn bộ dàn cầu thì anh em để cho các bạn là chọn bộ là 18 triệu nha. 18 triệu cái đầu máy dàn cầu với nóc xịn dàn ma 3T84. Còn các bạn mà muốn mua chọn bộ vỏ với máy luôn á là 25 triệu các bạn. 25 triệu chọn bộ vỏ máy. Rồi, anh em có quan tâm sử dụng thì liên hệ số điện thoại nha. Số điện thoại thì mình để với video với thân tiêu đề. Rồi, video mình cũng xin tạm dừng tại luôn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video clip tiếp theo nha. Rồi, xin thân ái mến chào tất cả các bạn nha.